Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Ukraine sẽ phải nhượng bộ đáng kể để đạt được hòa bình. Theo tờ France Popular đưa tin, giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine không thể bao gồm một lệnh ngừng bắn đơn giản và đóng băng xung đột. Điều này chắc chắn sẽ đòi hỏi các cuộc đàm phán toàn diện để khôi phục sự ổn định và an ninh ở châu Âu. Giới tinh hoa cầm quyền ở châu Âu hiểu điều này càng sớm thì càng tốt. Ấn phẩm France Popular đưa tin, Tác giả viết rằng Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ phải chấp nhận với bốn điều kiện để đảm bảo hòa bình trong tình huống mà sự hỗ trợ của phương Tây đang bắt đầu suy giảm. Đầu tiên, Kiev sẽ phải thừa nhận việc mất lãnh thổ. Thứ hai, nước này sẽ phải trở thành trung lập, tức là từ bỏ mong muốn gia nhập NATO và EU. Ngoài ra, việc sử dụng tiếng Nga trên cơ sở bình đẳng với tiếng Ukraine phải được ghi nhận trong hiến pháp, cuối cùng ukraine phải trải qua một hình thức phi quân sự hạn chế có thể được bù đắp bằng một hiệp ước phòng thủ chung giữa nước này với đức pháp và ba lan các báo cáo tài liệu cho biết rõ ràng là phe quyền lực theo chủ nghĩa dân tộc hiện tại ở ukraine khó chấp nhận những điều khoản này nhưng giải pháp nào khác có thể thực hiện được xung đột tiếp diễn vô tận với số người chết đang ngày càng tăng Tác giả đặt câu hỏi. Vì vậy, một giải pháp hiệu quả cho cuộc khủng hoảng này không thể đạt được bằng một lệnh ngừng bắn đơn giản và đóng băng các hoạt động thù địch. Tờ báo tóm tắt rằng giới tình hoa cầm quyền ở châu Âu nhận ra điều này càng sớm thì sẽ càng tốt cho họ. Washington không muốn quân đội Mỹ chiến đấu với quân đội nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói. Theo ông, nếu liên bang nga tấn công các đồng minh NATO, thì Mỹ sẽ bảo vệ từng tấc đất của NATO có một điều chúng tôi không mong muốn chúng tôi không muốn để lính mỹ phải chiến đấu ở nga hoặc là chiến đấu chống lại nga ông biden nói trong bài phát biểu trước quốc dân trên truyền hình về tình hình ở israel và ukraine chúng ta đang ở vào thời điểm bước ngoặt trong lịch sử những quyết định chúng ta đưa ra ngày hôm nay sẽ định hình tương lai trong nhiều thập kỷ tới ông biden nói tổng thống mỹ đầu tuần này đã đến thăm israel ông nhấn mạnh mình là tổng thống mỹ đầu tiên đến thăm khu vực này vào thời điểm xung đột đang diễn ra như Biden lưu ý trong chuyến thăm Israel, ông kể lại rằng nước Mỹ cũng rất phẫn nộ khi vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 xảy ra và kêu gọi chính quyền Israel không nên mù quáng vì cơn thịnh nộ. Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi trong khu vực đang nỗ lực tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho Trung Đông, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho người dân Trung Đông và cũng phù hợp với lợi ích của chúng ta. Ông Biden nói trong bài phát biểu Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi viện trợ cho Ukraine và Israel là một khoản đầu tư thông minh, sẽ mang lại lợi tức cho thế hệ tương lai. Ngày mai tôi sẽ gửi quốc hội một yêu cầu cấp ngân sách khẩn cấp để tài trợ cho nhu cầu an ninh quốc gia của Mỹ. Viện trợ cho các đối tác quan trọng của chúng ta, bao gồm Israel và Ukraine, là một khoản đầu tư thông minh, sẽ mang lại lợi tức cho nhiều thế hệ. Ông Biden nói trong bài phát biểu, Tổng thống Biden cũng cho biết ông vẫn không có kế hoạch gửi quân đội nước mình sang tham chiến ở Ukraine như từ trước đến nay. Theo ông, tất cả những gì Ukraine yêu cầu chỉ là viện trợ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Duder cho biết, Mỹ đã nhận được cam kết từ ký ép rằng tên lửa chiến thuật ATACMS chuyển giao cho nước này sẽ chỉ được sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson xác nhận, Washington mới đây đã chuyển giao tên lửa ATACMS có tầm bắn tối đa 165 km cho ký ép. Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, Ukraine đã nhận được 10 đến 20 quả tên lửa loại này. Tổng thống Putin vào hôm 18 tháng 10 tuyên bố Nga có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS, còn quyết định chuyển giao loại tên lửa này cho Ukraine là một sai lầm nữa của Mỹ và việc đó không làm thay đổi tình thế trên đường dưới tuyến. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov nói rằng Mỹ đang theo đuổi chính sách hướng tới việc cắt giảm hoàn toàn quan hệ song phương và xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Việc chuyển giao đi kèm với các cam kết rằng chúng sẽ chỉ được sử dụng ở Ukraine, ông Reader nói với các nhà báo ông ta từ chối cung cấp số lượng chính xác tên lửa đã được chuyển giao. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất cơ hội chiếm đóng lãnh thổ nga. Vào mùa thu và mùa đông, cuộc tấn công của quân đội Ukraine sẽ trở nên vô ích. Tạp chí Newsweek Mỹ viết, dẫn lời các chuyên gia và quân nhân của quân đội Ukraine, Frederic Maten, nhà phân tích chiến lược tại Trung tâm nghiên cứu an ninh Hague, cho biết, tôi e rằng bây giờ chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng Ukraine không còn cơ hội đạt được những lợi ích lãnh thổ quan trọng và đáng kể. Tác giả bài báo lưu ý rằng, sương giá mùa thu và sương giá mùa đông sẽ không cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành các trận chiến tích cực và thực hiện các hành động tấn công, bất chấp tuyên bố của Kiev rằng giao tranh sẽ tiếp tục. Thiếu tá Viktor Chegubov của lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận, thời tiết lạnh giá không thực sự khiến bạn hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta nói về khả năng sẵn sàng chiến đấu, những cơn mưa mùa thu và cái lạnh của mùa đông sẽ thay đổi mọi thứ và hạn chế khả năng tấn công giao tranh ở phía nam và phía đông vẫn có thể xảy ra nhưng đây sẽ là một thử thách lớn đại úy quân đội ukraine và cựu bộ trưởng cơ sở hạ tầng vladimir omelian cho biết ngoài ra ấn phẩm còn lưu ý rằng lớp đất dính sẽ hút hết tiềm năng của xe tăng abrams của mỹ được chuyển giao cho ukraine Marina Mirren, nhà nghiên cứu tại khoa nghiên cứu chiến tranh của Đại học King College London cho biết, những chiếc M1 Abrams hạng nặng do Mỹ tài trợ sẽ ra lầy trên địa hình lầy lội và có thể sẽ cần đến các phương tiện sơ tán bọc thép để đưa nó ra ngoài trước khi tổ lái bị xe tăng tấn công. Xung đột Nga-Ukraine ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Biden điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc điện đàm về cuộc xung đột với Nga và tình hình Trung Đông với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tối hôm thứ Năm, Ông Zelensky cảm ơn ông Biden vì đã thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc phòng mới nhất của chúng tôi, bao gồm cả tên lửa tầm xa ATACMS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Người Ukraine được động viên rất nhiều bởi việc Mỹ cung cấp ATACMS và các binh sĩ của chúng tôi đang sử dụng chúng một cách hiệu quả trên chiến trường. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình leo thang ở Trung Đông và chuyến thăm Israel của ông Biden nhằm tìm kiếm hòa bình và bảo vệ dân thường. Hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị lực lượng phòng không ở khu vực Belgorod, phía tây nam nước Nga bắn hạ, vào tối muộn ngày 19 tháng 10. Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkot cho biết vụ việc xảy ra lúc khoảng 22 giờ theo giờ Moscow. Theo thông tin ban đầu, không có thiệt hại hay thương vong. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng một máy bay không người lái khác đã bị bắn hạ trên khu vực Belgorod khoảng 30 phút sau chiếc đầu tiên. Lầu Năm Góc tuyên bố tên lửa chiến thuật ATACMS mà Mỹ chuyển cho Ukraine sẽ chỉ được sử dụng trong lãnh thổ Ukraine. Người phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Reader cho biết, tôi không thể tiết lộ cụ thể số tên lửa ATACMS mà chúng tôi đã cung cấp, nhưng giống như tất cả các hệ thống và thiết bị khác mà chúng tôi chuyển cho Ukraine, Kiev cam kết rằng những vũ khí này sẽ chỉ được sử dụng bên trong lãnh thổ Ukraine để giành lại và bảo vệ lãnh thổ Ukraine. Khi được hỏi về khả năng giao thêm ATACMS, ông trả lời, chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của Ukraine. Các đồng minh và đối tác của chúng tôi đã đảm bảo họ có những thứ cần thiết để tự vệ. Tổng thống Putin bất ngờ thăm sở chỉ huy quân đội Nga ở Rostov-on-Don. Tổng thống Nga Putin đã đến thăm sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Nga ở thành phố Rostov-on-Don phía nam nước này và được nghe báo cáo về chiến dịch quân sự đặc biệt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, khi trở về từ Perm, Tổng thống Putin đã đi đường vòng qua rostov on và thăm sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Nga. Tại đây, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Putin về tình hình hiện tại của chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Gerasimov cho biết quân đội Nga đang tiếp tục hoàn thành các mục tiêu theo đúng kế hoạch chiến dịch. Nga đánh chặn 10 tên lửa HIMARS của Mỹ Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 10 tên lửa phóng từ pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, một quả bom thông minh ZDAM hai tên lửa S-200 được cải tiến để tấn công các mục tiêu mặt đất. Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga còn phá hủy 61 máy bay không người lái của Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Osana ở vùng Kharkov, Jegoruka, Soleda và Luboka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Kremenaya và Jiloka ở Cộng hòa Nhân dân Lugan, Romanoskoi và Mochan ở vùng Japorohi, Kazachi, Legari và Sagi ở vùng Kherson. Thành phố vệ tinh Adika của thủ đô Donetsk, trung tâm phòng thủ quan trọng của Ukraine ở Donbass, được Nga coi là cái gai và họ hạ quyết tâm phải nhổ bỏ. Khi biến nơi đây thành một nồi hơi thực sự, tờ Veru của Nga cho biết quân đội nước này đang tập trung lực lượng tấn công vào các thành phố Adika, các đơn vị bộ binh, pháo binh và không quân tổ chức tấn công liên tục. Theo tờ Tầm Nhìn, việc quân đội Nga tăng cường tấn công vào Adika đã làm gián đoạn kế hoạch phản công của Ukraine. Theo trang Topgur, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã phá hủy ít nhất 2 điểm phòng ngự kiên cố của Ukraine ở ADK khiến quân đội Ukraine phải chịu tổn thất lớn về quân số. 20 vũ khí hạng nặng đã bị phá hủy. Ông Jan Gagin, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Pushilin cho biết, các cuộc tấn công bằng pháo binh của quân Nga vào các vị trí phòng ngự của quân đội Ukraine gần ADK vẫn diễn ra quyết liệt. Theo các phóng viên chiến trường của Nga, các vị trí phòng ngự của Ukraine ở ADK đã bị tấn công mạnh nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Các loại pháo, tên lửa, bom hàng không bao trùm lên thành phố, khiến ADK bị bao vây trong khói đen từ những đám cháy mạnh. Hiện có một vụ cháy lớn do bom của Nga gây ra trên khu vực của nhà máy than cốc ADK. Trong cuộc tấn công diễn ra trong vài ngày qua, các đơn vị bộ binh của Nga đã tích cực tham gia. Vào cuối tuần trước, một trung tâm liên lạc và điểm triển khai quân tạm thời của Ukraine tại ADK đã bị phá hủy. Hiện quân đội Ukraine tại ADK đang cố gắng di chuyển lực lượng để tránh bị phát hiện, đồng thời tiếp tục đánh bật các mũi tấn công của quân Nga. Theo phóng viên chiến trường Alexander Kost viết trên Telegram cá nhân, vào sáng ngày 17 tháng 10, các cuộc tấn công tổng lực của Nga đã được thực hiện nhằm vào các sở chỉ huy, kho chứa nhiên liệu và vũ khí, biến ADK thành địa ngục thực sự. Vào buổi sáng ngày 18 tháng 10, một số đơn vị bộ binh của Nga đã chọc thủng tuyến phòng ngự của Ukraine ở sườn phía bắc gần làng Bedik. Theo kênh Telegram của lính dù Achagen Spenat, quân Nga chuẩn bị hỏa lực cẩn thận khi tiến vào sườn phía Bắc và Nam Adika. Pháo binh Nga bắn phá liên tục trong khi không quân chiến thuật ném bom có điều khiển, pháo phản lực phóng loạt BM-21 và BM-30, súng cối và tên lửa chống tăng có điều khiển cũng tham gia bắn phá liên hồi. Trước hỏa lực kinh hoàng của Nga, quân Ukraine bị đẩy lùi hàng trăm mét, một số đơn vị của Ukraine hết đạn. Sau màn bắn phá hỏa lực kinh hoàng bằng tất cả các loại vũ khí, Trung đoàn Bộ binh 105 của lực lượng dân quân Donetsk phối hợp cùng các đơn vị bộ binh của Nga đã phát động một cuộc tấn công từ sườn phía nam của khu vực Adesky. Như vậy, từ hai cánh phía bắc và nam, quân Nga thực sự tạo ra nồi hầm Adesky. Thành phố Adeka nằm ở vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Donetsk của Donetsk. Đây trong 8 năm qua đã được Ukraine biến thành khu vực phòng ngự kiên cố vững chắc. Thực sự là cái gai nằm sát nách thủ đô Donetsk mà Nga và lực lượng dân quân thân Nga chưa thể nhổ được. Vào cuối tháng 9 vừa qua, ông Pusilin đã thông báo về việc quân Nga quyết tâm xóa sổ ADK bằng mọi giá. Nhưng tại ADK, quân đội Ukraine đã xây dựng nhiều công sự vững chắc liên hoàn trong nhiều năm. Trong đó, nhà máy than cốc ADK là nơi được đánh giá là kiên cố nhất. Ông Anatoly Mavichuk, một đại tá đã nghỉ hưu và cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt của Nga cho biết, ADK là một trong những trung tâm phòng ngự vững chắc của quân đội Ukraine tại Donetsk và với đặc điểm địa lý của khu vực, các tòa nhà, hầm ngầm, công sự kiên cố khiến quân Nga không thể tiếp cận thành phố bằng bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, hiện nay có vẻ như tình hình đang thay đổi và quyền chủ động tại ADK đang được chuyển sang quân Nga. Mục tiêu trước mắt là đẩy quân Ukraine khỏi ADK, đặc biệt là tiêu diệt lực lượng Ukraine tại nhà máy than cốc ADK. Ngoài ra, nhờ trinh sát kỹ lưỡng, thông tin về tình trạng của các công trình phòng thủ và khả năng hỏa lực của quân đội Ukraine tại ADK đã được làm rõ. Mục tiêu hiện của Nga là đóng hoàn toàn nguồn cung cấp cho ADK, bao gồm bao vây quân Ukraine ở hai bên sườn, biến nơi đây thành một nồi hầm thực sự, chuyên gia Mavichuk phân tích. Chuyên gia Mavichuk cũng xoa dịu nỗi lo sợ của một số nhà quan sát rằng, Do có rất nhiều công trình ngầm dưới lòng đất, Adika có thể được ví như là nhà máy thép Ajoston ở Marupol. Nhưng trước sự bao vây và hỏa lực mãnh liệt của quân Nga, ông ma Mavichuk cho rằng quân Ukraine chỉ có hai sự lựa chọn, rút lui nhanh hoặc là chịu tiêu diệt. Tờ Veru của Nga cho biết quân đội nước này đang tập trung lực lượng tấn công vào thành phố Adeka. Các đơn vị bộ binh, pháo binh và không quân tổ chức tấn công liên tục. Theo tờ Tầm Nhìn, việc quân đội Nga tăng cường tấn công vào Adeka đã làm gián đoạn kế hoạch phản công của Ukraine. Chuyên gia giải thích nguyên nhân lô xe tăng chiến đấu chủ lực Abram Mỹ cung cấp khó có thể giúp Ukraine thay đổi thế trận trong cuộc xung đột với Nga kéo dài gần 20 tháng qua. Mỹ đã bàn giao lô xe tăng Abram cho Ukraine và chúng đã sẵn sàng xuất kích trên chiến trường. Tuy nhiên, giới chức Ukraine và chuyên gia tỏ ra hoài nghi về tác động mạnh mẽ của dòng xe tăng chiến đấu này với cục diện chiến sự trong thời gian tới. Mỹ chuyển chiếc Abram đầu tiên cho Ukraine vào cuối tháng 9 và tính tới đầu tuần này, toàn bộ 31 chiếc Washington cam kết viện trợ đã được giao cho Kiev. Abraham có thể giúp Ukraine gia tăng năng lực tác chiến. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây và quan chức Ukraine cho rằng số lượng xe, thời gian bàn giao và vấn đề hậu cần là những yếu tố có thể giảm hiệu quả mà dòng xe này mang lại cho Ukraine. Oleksiy Gocharenko, một nghị sĩ quốc hội Ukraine thừa nhận rằng 31 xe tăng không thể tạo ra sự khác biệt, mặc dù Kiev rất cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ. Ông nói với Newsweek, trong năm nay, có vẻ như đã quá muộn để Abrams có thể tạo ra ảnh hưởng thực sự trong những nỗ lực phản công của Ukraine ở miền Nam và miền Đông, nhưng rõ ràng là cuộc chiến sẽ không kết thúc trong năm nay. Marina Mirren, nhà nghiên cứu tại King College London Anh, nói thêm số lượng Abrams chưa đủ để tạo ra sự khác biệt ở Ukraine. Bà cho biết số xe này khá ít, nhưng Ukraine phải tạo ra một chuỗi cung ứng mới về đạn dược và linh kiện thay thế, cũng như đảm bảo có đủ xe chở nhiên liệu để hỗ trợ các xe tăng hoạt động tất cả điều này không chỉ tạo ra vấn đề cho chuỗi cung ứng mà còn trở thành mục tiêu hấp dẫn cho pháo binh và máy bay không người lái của nga bà cảnh báo một số nhà phân tích từ lâu cho rằng xe tăng abrams có một số đặc điểm khiến nó không phù hợp với nhu cầu thực tế của ukraina Xe tăng này nặng hơn nhiều so với các loại xe tăng tương đương của Nga và các mẫu xe thời Liên Xô mà Ukraine đã sử dụng. Vì vậy, Ukraine sẽ cần phải đảm bảo rằng nó có thể vượt qua những cây cầu không được thiết kế cho xe tăng có trọng lượng lớn. Đồng thời, Abrams cũng tiêu thụ nhiên liệu lớn hơn. Chuyên gia Mirren cảnh báo, tôi không nghĩ rằng đây sẽ là một yếu tố thay đổi cuộc chơi. Có thể sẽ là ngược lại, có thể là lợi bất cập hại thời điểm chuyển giao cũng là một vấn đề abrams đến ukraine vào đúng thời điểm giao mùa và địa hình sẽ trở nên lầy lội khiến việc di chuyển của những chiếc xe tăng nặng nề như abrams gặp nhiều khó khăn trung tướng kirilo budanov người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự ukraine cho biết abrams sẽ được sử dụng trong các chiến dịch tấn công đột phá được lên kế hoạch kỹ càng nếu không chúng sẽ không thể tồn tại quá lâu trên tiền tuyến Trước đó, Gustav Grisen, một chuyên gia quân sự tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu có trụ sở tại Đức, đã nói về việc xe tăng Abram sẽ bị tổn thương như thế nào trong xung đột Nga-Ukraine. Ông Grisen nói, sự phát triển liên tục của các loại máy bay không người lái trong cuộc xung đột đã và đang làm thay đổi đáng kể mối đe dọa mà xe tăng Abrams phải đối mặt. Chuyên gia này cho rằng khi các UAV ngày càng trở nên tiên tiến, lớp giáp bảo vệ truyền thống của Abrams có thể không đủ để chống chọi các cuộc tấn công chính xác, điều khiến nguy cơ các siêu tăng bị phá hủy tăng cao. Nga thông báo đã gửi 27 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường ở giải Gaza. Số hàng này sẽ được vận tải cơ IL-27 chở từ Nga và hạ cánh xuống Ai Cập. Từ đây, chúng sẽ theo đường bộ vào giải Gaza. Một vận tải cơ IL-76 đã cất cánh từ sân bay Dramaskoi gần thủ đô Moscow tới thành phố En Aris ở Ai Cập. Hàng viện trợ nhân đạo của Nga sẽ được chuyển cho tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập để đưa tới giải Gaza. Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Ilya Denisov thông báo. Theo Thứ trưởng Ilya Denisov, Hàng viện trợ bao gồm lúa mì, đường, gạo và mì ống. Bộ Ngoại giao Nga cũng đăng video cho thấy hàng viện trợ được chuyển lên máy bay vận tải IL-76 màu trắng có sơn sọc xanh, đỏ, theo màu cờ Nga. Quân đội Israel trước đó đã thông báo thành lập vùng nhân đạo ở Tây Nam giải Gaza để làm nơi cung cấp viện trợ quốc tế cho khu vực này. Lực lượng phòng vệ Israel vào ngày 18 tháng 10 cho biết, người dân Palestine nên đến vùng nhân đạo tại Al-Mawasi, gần Khan Jonis, nơi cung cấp viện trợ quốc tế khi cần thiết. IDF cũng nhắc lại lời kêu gọi dân thường ở miền Bắc giải Gaza sơ tán về phía Nam trước khi giáng đòn mạnh mẽ vào khu vực. Vùng nhân đạo do IDF chỉ định là kết quả sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều ngày giữa Israel, Mỹ, Ai Cập cùng nhiều quốc gia khác để tạo khu vực an toàn cho dân thường tại giải Gaza đánh lạn. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nabandia nói rằng khoảng 1.000 công dân Nga và thành viên gia đình của họ đang mắc kẹt ở miền Nam Gaza. Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov trước đó cho biết công dân nga và các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập đang chờ ngày mở cửa khẩu Rafah. Theo nhà ngoại giao này, tình hình ở phía nam giải Gaza trên bờ vực thảm họa. Đây cũng là lý do khiến cho nga điều vận tải cơ IL-76 chở gấp hàng viện trợ nhân đạo. Khoang chứa hàng rộng, trong tải lớn, hoạt động ổn định. IL-76 được coi là một huyền thoại vận tải cơ của Liên Xô trước đây và nga ngày nay. Ngoài chuyển quân thì IL-76 được dùng để thả các loại xe tăng nhảy dù, phục vụ cho các cuộc chiến sử dụng lực lượng đổ bộ đường không. Nguồn gốc ra đời của IL-76 khá đặc biệt, cụ thể là vào năm 1967, Ilusin bắt đầu nhận được lệnh phải phát triển loại máy bay vận tải có khả năng mang theo 40 tấn hàng hóa với tầm bay trên 5.000 km trong vòng 6 tiếng. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin tức Việt xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại